Cryolophosaurus là một chỉ khủng long theropod ăn thịt với một loài duy nhất là Cryolophosaurus elioti, sống vào giai đoạn đầu của kỷ Jura, ở vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là châu Nam Cực. Không chỉ là một trong số ít những loài khủng long Nam Cực được phát hiện, xung quanh Cryolophosaurus còn rất nhiều chi tiết thú vị sẽ được chúng mình mang đến với các bạn trong phần tiếp theo của video này nhé. Cryolophosaurus được ghép từ cryo là lạnh giá và lopho là có màu, saurus là thằn lằn. Đây là một cách mô tả ngắn gọn và xúc tích nhất về đặc điểm hình dáng và nơi sinh sống của chỉ khủng long này. Thằn lằn có màu sống ở vùng đất giá lạnh mà ngày nay là châu Nam Cực. Mặc dù chỉ là chỉ khủng long thứ hai được phát hiện ở châu lục này sau Entatopelta, một chi ankylosaur, nhưng Cryolophosaurus là khủng long Nam Cực đầu tiên sở hữu một cái tên. Người đã đặt tên và công bố về sự tồn tại của loài khủng long này trên tạp chí Science vào năm 1994 là giáo sư William Roy Buchheimer của Đại học Augustana. Tuy nhiên, loài khủng long Cryolophosaurus elioti này lại mang tên của một nhà khoa học khác là David Elliott như một sự tri ân đối với người đầu tiên phát hiện được các hóa thạch của nó. Cryolophosaurus được phát hiện như thế nào? Châu Nam Cực là châu lục lớn thứ 5 trên thế giới với tổng diện tích vào khoảng 14 triệu km2. Gần 98% diện tích bề mặt của lục địa này bị bao phủ bởi băng giá. Có những nơi lớp băng dày đến 5 km. Đây còn được mệnh danh là châu lục cao nhất hành tinh với chiều cao trung bình hơn 2,3 km so với mực nước biển. Với điều kiện khắc nghiệt như vậy, nền châu Nam Cực chưa bao giờ được xem là một nơi sinh sống lý tưởng cho con người hay các loài động vật khác. Do đó, châu Nam Cực vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ và đi kèm theo đó là rất nhiều bí ẩn liên quan đến lịch sử tự nhiên của lục địa này được chôn vùi dưới lớp băng. Cho đến cuối thập niên 1980 của thế kỷ 20, hóa thạch của khủng long đã được phát hiện ở mọi châu lục trên trái đất, chỉ trừ châu Nam Cực. Trên thực tế, vào năm 1986 thì có hai nhà địa chất người Argentina đã phát hiện được một bộ hóa thạch của một loài ankylosaur là Entatopelta oliveri, nhưng là ở trên đảo James Ross nằm ngoài khơi châu Nam Cực chứ không phải trên đất liền của châu lục này. Tháng 12 năm 1990, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè phương Nam, nhà địa chất kỳ cựu giáo sư David Elliott đến từ Đại học bang Ohio cùng các cộng sự của mình trong quá trình nghiên cứu về đá núi lửa ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển trên đỉnh Kirkpatrick, đỉnh núi cao nhất của dãy Queen Alexandra, đã tìm thấy dấu vết hóa thạch của một con vật rất lớn. Phát hiện này ngay lập tức được thông báo cho một nhóm các nhà khảo cổ học đang hoạt động gần đó, trong đó có giáo sư Bill Hammer. Nhận thấy những dấu vết mà giáo sư Elliott đã tìm được có khả năng viết lại lịch sử phân bố của khủng long trên trái đất, giáo sư Hammer và nhóm của mình đã huy động mọi nguồn lực để chạy đua với thời gian nhằm thu thập được nhiều mẫu vật nhất có thể. Hơn 2.000 tấn đất đá chứa hơn 100 mẫu hóa thạch đã được đưa lên mặt đất chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi. Kết quả là các nhà khoa học thu được các mảnh xương sọ, xương hàm, xương mũi, một số xương chi và khoảng 30 đốt sống của một loài theropod rất giống với Allosaurus. Phát hiện chấn động này đã nhanh chóng được công bố rộng rãi trên toàn thế giới và Cryolophosaurus elioti đã trở thành loài khủng long đầu tiên đến từ lục địa châu Nam Cực sở hữu một cái tên. Trả lời tạp chí New York Times khi biết tên mình được vinh danh cùng loài bò sát mới được phát hiện này, giáo sư Elliott cho biết: "Tôi không có chủ đích đi tìm khủng long, chúng tôi phải mất vài phút để tin vào điều mình đang thấy lúc đó. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra mình đã tìm được một quần xã sinh vật có xương sống mới ngay tại châu Nam Cực." Trong những năm sau đó, đã có thêm một số chuyến đi thực địa được tổ chức tại đỉnh Kirkpatrick để tìm hiểu thêm về Cryolophosaurus và hệ cổ sinh thái tại đây. Kết quả có thêm một số hóa thạch của chính con Cryolophosaurus ban đầu được tìm thấy, biến mẫu vật định danh mang số hiệu FMNHPR1821 này trở thành một trong những bộ hóa thạch khủng long có niên đại từ kỷ Jura hoàn chỉnh nhất với 50-70% cơ thể còn được lưu giữ. Hình dạng của Cryolophosaurus. Mẫu vật FMNHPR1821 ước tính có chiều dài khoảng 6-7 mét và cân nặng từ 350-465 kg. Kích thước này khá nhỏ bé so với các theropod ở các thời đại sau, nhưng ở giai đoạn đầu của kỷ Jura, Cryolophosaurus được xem là một trong những kích thước lớn nhất.
phân tích đường tăng trưởng của xương và vật mẫu FMNHPR1821 đã cho thấy cá thể này có thể chết vào độ tuổi từ khoảng 15 đến 17 tuổi, nên nó được xem là chưa trưởng thành. Do đó, các Cryolophosaurus khi phát triển toàn diện có thể đạt được kích thước lớn hơn. Mẫu vật định danh Cryolophosaurus có một hộp sọ hẹp nhưng cao, dài khoảng 65cm. Sử dụng kỹ thuật dựng hình từ máy CT scan trên mẫu vật định danh đang được lưu giữ tại bảo tàng Chicago, Markovicki và cộng sự đã cho thấy con vật sở hữu một bộ não với hình dáng và kích thước, có nhiều đặc điểm pha trộn giữa một con chim và cá sấu ở cùng kích thước, với nhiều đặc điểm giống chim hiện đại. Như đã đề cập, cấu trúc đáng chú ý nhất là một cái mào nằm ngay trên ổ mắt và chiếm hết chiều ngang của hộp sọ. Trong khi phần lớn các khủng long có mào khác như quan long hay Monophosaurus, cấu trúc này thường chạy dọc theo hộp sọ thay vì nằm ngang như Cryolophosaurus. Có một fact mình tìm thấy được như này, đó là nhiều người đã so sánh cấu trúc đặc trưng này với mái tóc pompadour huyền thoại của ca sĩ Elvis Presley. Do đó, loài khủng long này còn có một cái tên không chính thức là Elvisaurus, cũng khá hay đấy các bạn ạ. Chức năng của cái mào này có lẽ chủ yếu dùng để phô trương và gây ấn tượng với các bạn tình. Các loài chim ngày nay sở hữu một cái mào lớn trên đỉnh đầu, thường có màu sặc sỡ trên đầu, chẳng hạn như đà điểu châu Úc, qua đó giúp hình dung phần nào diện mạo của một cá thể Cryolophosaurus khi còn sống, đồng thời cũng cho thấy các khủng long Titanuran khác có nhiều khả năng cũng có lông vũ. Cryolophosaurus sống ở đâu? Mẫu vật được định danh FMNHPR1821 được tìm thấy trong những lớp trầm tích thuộc hệ tầng Hansen có nguồn gốc từ giai đoạn Pliensparch ở đầu kỷ Jura. Như vậy, có thể ước tính Cryolophosaurus sống vào khoảng 190 triệu năm trước, tức sau khi những loài khủng long đầu tiên xuất hiện ở khu vực ngày nay là Nam Mỹ khoảng 40 triệu năm. Khi đó, châu Nam Cực vẫn còn là một phần của siêu lục địa Gondwana, cũng bao gồm Nam Mỹ, châu Phi và châu Úc vừa bị tách ra khỏi siêu lục địa Pangaea. Do đó, đỉnh Kirkpatrick vào đầu kỷ Jura nằm gần xích đạo hơn vào khoảng 65 độ kinh Nam thay vì 85 độ kinh Nam như hiện nay. Mặc dù vẫn nằm trong vòng Nam Cực, nhưng nhiệt độ toàn cầu khi đó cao hơn hiện nay nên nhìn chung khí hậu ở khu vực này tương đối ôn hòa, tương tự như khu vực bờ Tây Bắc giáp Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hay New Zealand hiện nay. Trái ngược với châu Nam Cực ngày nay mà chúng ta biết đến như là một trong những nơi khắc nghiệt nhất hành tinh, ở thời điểm gần 200 triệu năm trước, khi châu lục này vẫn còn là một phần của siêu lục địa Gondwana với khí hậu khá dễ chịu và là môi trường sống tương đối lý tưởng cho các loài sinh vật. Khu vực nơi này đã tìm thấy hóa thạch của Cryolophosaurus cũng còn dấu tích của các gốc cây, chứng tỏ đây là những gì còn sót lại của một khu rừng. Ở vị trí cực nam của siêu lục địa Pangaea này, vào mùa đông vẫn không có mặt trời chiếu sáng, do đó các loài khủng long sống ở đây có lẽ phải phát triển các bộ phận để thích nghi, chẳng hạn như lớp mỡ dày cùng một bộ lông giúp điều nhiệt và đôi mắt to, nhạy hơn với ánh sáng để có thể quan sát rõ hơn trong điều kiện thiếu ánh sáng này. Cryolophosaurus ăn gì? Nếu như huyền thoại Elvis Presley được mệnh danh là ông hoàng nhạc rock and roll, thì Cryolophosaurus cũng là ông vua của châu Nam Cực vào đầu kỷ Jura khi mọi sinh vật sống trong khu vực này đều có thể trở thành bữa ăn của loài khủng long này. Phân tích những bữa ăn cuối cùng của Cryolophosaurus, người ta còn thấy răng của một loài synapsid được gọi là Chitilodon, một tổ tiên của động vật có vú và có họ hàng với hải ly hiện đại. Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm được một phần xương hóa thạch của một loài thằn lằn bay thuộc họ Rhamphorhynchoid. Ban đầu, mẫu vật Cryolophosaurus được tìm thấy với một số xương sườn nằm dọc từ miệng đến cổ. Do đó, giáo sư Hammer cho rằng nguyên nhân tử vong của con vật là do nó bị mắc nghẹn khi đang ăn thịt của một con prosauropod khả năng, đó chính là Glacialisaurus. Tuy nhiên, sau đó Smith và cộng sự của mình đã chứng minh thật ra đây chính là xương sườn của nó. Ngoài ra, bên cạnh mẫu vật định danh còn có một số hóa thạch không có chân răng của ít nhất hai cá thể theropod khác chưa xác định, khớp với các vết tích để lại trên xương của con Cryolophosaurus này. Các răng hóa thạch này sau đó được xác định thuộc về một con trẻ tuổi hơn. Điều này có nghĩa rằng sau khi chết, xác của con vật đã bị đồng loại tận dụng làm bữa ăn. Phân loại Cryolophosaurus. Mặc dù hóa thạch của nó tìm được khá đầy đủ,
qua đó có thể mô tả hình dạng của chúng một cách chính xác. Tuy nhiên, việc phân loại loài khủng long này vẫn rất khó khăn do không thiếu các bằng chứng về sự hiện diện của các họ hàng ở các khu vực lân cận trong giai đoạn này. Ngoài ra, bản thân của loài khủng long này cũng sở hữu khá nhiều những đặc điểm của các theropod nguyên thủy cũng như nhiều hậu duệ về sau của chúng. Chẳng hạn như phần xương đùi có nhiều đặc điểm giống các theropod nguyên thủy, trong khi phần xương sọ khiến chúng ta liên hệ đến các khủng long thuộc nhánh Tetanurae xuất hiện sau đó rất lâu như Sinraptor hoặc Yantranosaurus. Thời điểm ban đầu, giáo sư Hammer và cộng sự cho rằng Cryolophosaurus có thể là một Ceratosaur hoặc một Abelisaur nguyên thủy với những đặc điểm tiến hóa hội tụ với nhiều loại Tetanuran thế hệ sau, nhưng cuối cùng lại kết luận rằng chúng thực chất là một Tetanuran nguyên thủy. Quan điểm Cryolophosaurus thuộc nhánh Tetanurae có lẽ nhận được nhiều sự đồng tình nhất khi các nhà khảo cổ lực danh người Mỹ như Paul Sereno cũng xếp chúng vào họ khủng long Allosauridae. Một nghiên cứu khác của giáo sư Hammer và Smith cùng Curry một lần nữa đã khẳng định Cryolophosaurus là một Tetanuran, đồng thời có quan hệ gần với Dracovenator và các loài khủng long có mào nổi tiếng như Dilophosaurus. Tuy nhiên, càng về sau, các nghiên cứu càng cho thấy rằng nó chỉ là họ hàng rất xa so với Dilophosaurus. Cụ thể, các tác giả như Hendrick hay Moss và Rowe có xu hướng coi nó là hậu duệ của các Iverostra, tức là các khủng long mỏm chim, vốn có chung nguồn gốc từ nhánh Neotheropoda, là một nhánh theropod sống sót qua được cuộc đại tuyệt chủng Trias và Jurassic, nhưng đã biến mất toàn bộ sau giai đoạn của Pliobas, trừ chi nhánh nhỏ đó là Averostra, nhưng tiến hóa độc lập với Dilophosaurus. Vừa rồi là toàn bộ những gì mà chúng mình muốn gửi đến các bạn về Cryolophosaurus, đế vương Nam Cực. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia gói hội viên để nhận được thêm những đặc quyền mà chỉ có các bạn hội viên mới có. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Uncheck Share.